Nếu như mà các bạn đã quá chán với những sản phẩm công nghệ khô khan thì ngày hôm nay mình xin review với các bạn một sản phẩm công nghệ có khả năng làm nóng và hâm nóng tất cả các mối quan hệ của các bạn. Xin giới thiệu với các bạn máy chiếu mini B-Cup X2 Max. Và nếu như mà các bạn đang có người yêu, sắp có người yêu hoặc đang cô đơn thì nhất định phải xem hết video này với mình nha. Mình là Anh và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh GVN. Trong mỗi hộp X2 Max, tụi mình sẽ có một chiếc hộp phụ kiện, mở sau ha, sách hướng dẫn, ta-da, và một máy chiếu mini, nhìn cute ha. Trong hộp phụ kiện sẽ có một dây HDMI, cái bọc mình mở ra nhiều quá nó bị rách rồi. Và tiếp theo đó chúng ta sẽ có một bộ nguồn, dây nguồn nè. Và bây giờ thì hãy cùng mình sử dụng thử em này nha. Đi thôi. À quên, còn một cây đầu mốt ở đây nữa, nó bị kẹt ở trong đây rồi. Ta-da, mang máy đến bất kỳ nơi đâu mà các bạn muốn chiếu nha, chỉ cần có mảng tường trống là được. Máy này thì đặc biệt là không có kén màu tường, nhưng mà các bạn lưu ý là nó chỉ chiếu tốt nhất trên cái màu tường trắng thôi, nên có thì ưu tiên màu trắng nha. Các bạn sẽ không dễ dàng đặt máy chiếu xuống, phải cần có một cái chân máy để vặn cái ốc máy này ở đây. Nhà sản xuất cũng không tặng sẵn cái chân máy cho mình, các bạn phải mua thêm hoặc chế ra một cái chân pha ke bằng bàn, sách vở, ghế. Máy lại một lần nữa không có kén mặt phẳng, chỉ cần các bạn đừng có che cái quạt tản nhiệt ở phía trước và lưu ý là khoảng cách từ 1m đến 3m. Sách có hướng dẫn, mình xoay vòng tròn này để chỉnh tiêu cự cho chữ ở trên màn hình chiếu đạt chuẩn Full HD nha. Kết nối dây HDMI từ máy tính cho đến máy chiếu, dùng điều khiển để chỉnh lại màn hình tối đa 120, rồi chọn kết nối HDMI. Đừng quên chỉnh âm thanh to hơn để trải nghiệm cái cảm giác sống động như trong rạp phim với hệ thống hai loa X2 Max. Vậy là bạn có thể cùng người thân buông hết điện thoại, máy tính, sách báo, gác lại tất cả công việc để cùng thưởng thức một bộ phim với nhau. Vậy là bây giờ có thể thoải mái ăn bánh, uống nước, nói chuyện rôm rã mà không cần phải ảnh hưởng tới người khác như trong rạp phim. Và nếu khung cảnh này mà chỉ có hai người thì sao? Chưa kể thì các bạn có thể dễ dàng cất em này lại vào trong hộp và cũng không khó để mang lên công ty để phục vụ cho những buổi họp team nho nhỏ nè, hoặc là có thể mang em này đi cho chuyến dã ngoại kế tiếp của gia đình bạn. Đối với mình, em máy chiếu mini X2 Smart này, nếu mà được cho điểm mình chắc chắn sẽ cho nó 10 điểm. Tại vì mình quá thích những cái trải nghiệm mà cho nó mang lại. Nó cho mình những cái trải nghiệm công nghệ mới nè, cho mình những cái trải nghiệm gắn kết với những người mà mình yêu quý nè. Mặc dù là em này vẫn có một vài cái khuyết điểm nhỏ, đơn cử như là các bạn sẽ rất là khó set up em này nếu như mà phòng của các bạn quá nhỏ hoặc là các bạn không có một cái mảng tường trống nào. Còn nếu như mà bạn nào mà quá khó tính á, thì thay vì các bạn phải xem một cái màn hình Full HD lớn thì có thể các bạn sẽ lựa chọn một cái màn hình 2K nhỏ ở trên cái máy tính của mình. Tuy nhiên, mình sẽ bỏ qua tất cả những cái khuyết điểm đó, tại vì em này làm hài lòng hết tất cả mọi cảm xúc của mình. Mà con người mình mà, cái gì mà đã thích rồi thì cái đó không có khuyết điểm. Tổng kết lại thì để mang lại một cái trải nghiệm mới lạ cho cái cuộc sống hàng ngày của các bạn thì mình thấy cái em máy chiếu mini B-Cup X2 Max Gen 3 này đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Còn các bạn thấy sao? Các bạn có cảm thấy ưng ý em này hay không? Đường link thì mình để phía dưới comment nha. Còn bây giờ nếu như mà các bạn thích em này hoặc là thích cái video này của mình thì đừng quên like, share và subscribe kênh GVN. Mình hứa sẽ quay lại với những sản phẩm công nghệ khác chất lượng hơn nữa đó. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn. Bye bye!